Thưa quý vị và các bạn, xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện Thoại Sơn trong năm 2020. Chính vì vậy, huyện ủy Thoại Sơn luôn quan tâm chỉ đạo sát sao theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch số 94 của tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Để đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội Đảng ở các chi đảng bộ cơ sở đúng theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở sớm hoàn thành các văn kiện đại hội, tích cực chuẩn bị chu đáo các bước như công tác nhân sự, báo cáo chính trị, trình đại hội và các mặt chuẩn bị khác để tổ chức đại hội. Đến nay, Thoại Sơn đã tổ chức thành công đại hội điểm ở đảng bộ xã Thoại Giang, Vĩnh Phú, đảng bộ khối dân vận và chi bộ trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch huyện. Tới nay thì đối với các cái chi bộ trực thuộc cơ sở thì đã đại hội một số chi bộ rồi, thì trong quý 1 thì sẽ hoàn thành cái đại hội đối với các chi bộ trực thuộc cơ sở, và qua quý 2 thì mình sẽ tiến hành đại hội các cái chi đảng bộ cơ sở. Còn đối với cấp huyện thì về công tác nhân sự cũng như văn kiện thì đã chuẩn bị và đã có thông qua, tức là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành rồi, thì sẽ đưa về cho các cơ sở để thảo luận trong cái dịp đại hội sắp tới. Nói chung là các cái bước chuẩn bị cho đại hội thì tới nay đã cơ bản theo cái lịch thời gian mà mình đã chuẩn bị. Đảng bộ huyện Thoại Sơn hiện có 4.403 đảng viên với 58 chi đảng bộ trực thuộc. Với sự chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn cụ thể và thời gian chỉ định rõ ràng, các đại hội điểm cũng đã được tiến hành. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các chi đảng bộ cơ sở còn lại rút kinh nghiệm tiến hành đại hội thành công. Cái truyền thống đoàn kết của huyện Thoại Sơn, tức là cái đội ngũ các bộ công chức ở huyện cũng như là cái sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, thì tôi nghĩ là với quyết tâm như thế thì các cái chỉ tiêu kế hoạch mà trong năm 2020 sẽ đạt theo yêu cầu đề ra. Và nó sẽ là một cái tiền đề tốt cho cái nhiệm kỳ là 2025. Và một cái điều đặc biệt, tức là ngoài các sự kiện lớn như các là ngày lễ trọng đại trong năm, thì một cái việc mà chúng tôi đang tập trung quan tâm đó là cái đại hội đảng các cấp. Đây là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Trong cái đại hội mà thành công, mình chọn ra cái đội ngũ cán bộ mà có năng lực tốt, thì cái trong năm 2020 cũng như là trong cái nhiệm kỳ tới nó sẽ đạt được những kết quả rất tốt. Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng huyện Thoại Sơn ngày càng phát triển.